Đại đức Thích Nhuận Đức tiếp tục sám hối và xin lỗi vì phát ngôn nhạy cảm liên quan đến người Khmer. Theo báo Giác Ngộ, mới đây Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, Ban trị sự đã nhận thư sám hối và xin lỗi của Đại đức Thích Nhuận Đức, cư trú tại Tổ đình Hộ Pháp, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, vì đã có những lời khiếm nhã trong một video ghi hình năm 2023 khi nói về đồng bào Khmer. Trong năm 2023, trong buổi nói chuyện với Phật tử và vô tình, con có lời xúc phạm đến người dân dân tộc Khmer. Đại đức Thích Nhuận Đức, người ký tên trong thư sám hối và xin lỗi đề ngày 26 tháng 6 năm 2024, kính gửi đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Chư Tôn Đức Lãnh đạo Phật giáo Năm Tông Khmer, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đồng bào Khmer đã viết: Nay con thành thật xin sám hối quý ngài, kính mong quý ngài từ bi hỷ xả bỏ qua cho con những chuyện cũ và xin lỗi tất cả đồng bào dân tộc Khmer, và bắt đầu kể từ ngày hôm nay con không tái phạm nữa. Những bài giảng mang tính nhạy cảm con đều đã gỡ xuống hết từ lâu trong trang cá nhân của chùa sau ngày 4 tháng 6 năm 2024 mà Trung ương Giáo hội Phật giáo đã kỷ luật con. Đồng thời con xin sám hối những bài giảng mang tính nhạy cảm đã xảy ra có trước ngày 4 tháng 6 năm 2024. Đại đức Thích Nhuận Đức viết trong thư sám hối và xin lỗi. Bên cạnh đó, Đại đức Thích Nhuận Đức cũng bày tỏ mong được Chư Tôn Đức Lãnh đạo Giáo hội, Lãnh đạo Phật giáo Nam Tông Khmer và đồng bào Khmer mở rộng lòng thương cho con được ghi đôi dòng xin sám hối và xin lỗi đến tất cả người đồng bào dân tộc Khmer. Cũng theo báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, ngày 6 tháng 6 năm 2024, Hòa thượng có nhận được phản ánh của Thượng tọa Quách Thành Satha, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhà, qua tin nhắn điện thoại cho biết dư luận phản ứng trước những lời khiếm nhã được cho là xúc phạm dân tộc Khmer của Đại đức Thích Nhuận Đức. Hòa thượng Thích Huệ Trí đã cho xác minh, được biết nội dung đó trong một video cũ. Năm 2023, Đại đức Thích Nhuận Đức đã có những lời lẽ thái độ khiếm nhã bỡn cợt trong việc kể chuyện, gọi tên bà con Khmer đến chùa hộ pháp. Ngay trong ngày, Hòa thượng đã yêu cầu Chư Tôn Đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh xem xét, trực tiếp trao đổi với Ban Quản trị Tổ đình hộ pháp về vấn đề này. Thông tin từ Ban Quản trị Tổ đình hộ pháp cho biết, Đại đức Thích Nhuận Đức đã nhận thức được lỗi lầm và một lần nữa có thư sám hối xin lỗi trong khi đang chịu kỷ luật của giáo hội vì các phát ngôn nội dung thuyết giảng của Đại đức Thích Nhuận Đức sai về tôn chỉ giáo lý, giáo luật Phật giáo, đồng thời vi phạm các quy tắc thuyết giảng của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm suy giảm niềm tin của xã hội với Phật giáo và giáo hội. Đây là sự việc cũ xảy ra năm 2023, trước khi giáo hội ban hành biện pháp kỷ luật với Đại đức Thích Nhuận Đức, cấm thuyết giảng một năm dưới mọi hình thức từ ngày 4 tháng 6 năm 2024. Chúng tôi cũng đã trực tiếp yêu cầu Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự tỉnh, đồng thời là Phó trưởng Ban Quản trị Tổ đình Hộ pháp, nơi Đại đức Thích Nhuận Đức là tăng chúng đang lưu trú sám hối, có biện pháp phối hợp xử lý vụ việc cũ đáng tiếc này. Hòa thượng cho biết sẽ báo cáo sự việc lên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải làm con của ông bố nhiễm chất độc da cam dioxin là do ác nghiệp. Những ngày gần đây, các clip thuyết giảng về việc cúng dường thỉnh vong và giải oan gia trái chủ của Đại đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng tỉnh Quảng Ninh và bà Phạm Thị Yến liên tiếp bị cộng đồng mạng khui lại. Những clip ông Thích Trúc Thái Minh và bà Phạm Thị Yến với những phát ngôn vô căn cứ và xúc phạm đến những thương bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam dioxin và những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc được chia sẻ nhiều chóng mặt, gây bức xúc trong dư luận. Cụ thể, trong một clip do một tài khoản TikTok chia sẻ ghi lại buổi thuyết giảng của bà Phạm Thị Yến với các Phật tử có nội dung anh hùng chiến sĩ đi đánh giặc, họ chịu quả báo nhẹ. Vì sao? Vì chính là họ đang chống lại những người đến xâm lược nhà mình. Vì đất nước Việt Nam ta không đi xâm chiếm người khác, ta không trộm cắp mà họ vào đất nước ta là họ xâm lược và họ đã mắc tội trộm cắp. Vì người ta bảo vệ nên cái nghiệp đó là do các anh hùng liệt sĩ trong tiền kiếp trước cũng mắc vào nghiệp sát sinh. Với những lời nói này của bà Yến, cộng đồng mạng rất bức xúc. Một tài khoản nói, bà tu ngàn kiếp cũng không hiểu hết được giá trị của sự hy sinh. Thời Đức Phật nếu có chiến tranh thì cũng phải đánh thôi. Hai tài khoản KT bày tỏ, tuyên truyền sai lệch với các anh hùng. Không chỉ bà Yến mà trong một clip khác do một tài khoản khác chia sẻ, có nội dung ghi lại lần thuyết giảng về căn bệnh ung thư của ông Thích Trúc Thái Minh cũng có những lời lẽ được cho là xúc phạm đến những thương bệnh binh người nhiễm chất độc da cam dioxin. Thầy có thể khẳng định đến gần 100% bệnh ung thư là do nghiệp báo, về khoa học có thể đổi tại hóa chất, phóng xạ hay do nhiều điều khác, tuy nhiên đấy là do ác nghiệp của mình, tất cả mọi chuyện xảy ra với mình là ác nghiệp của mình, tại sao những người khác không bị? Đáng chú ý, để minh chứng cho phát ngôn trên, trụ trì chùa Ba Vàng còn lấy ví dụ, tại sao người này lại làm con của người chất độc da cam còn người khác thì không? Mình phải làm con của ông bố bị chất độc da cam dioxin cũng là do ác nghiệp của mình. Theo ông Thích Trúc Thái Minh, nhà Phật biết như vậy nên không trách ai. Đối với con nhà Phật là không bao giờ trách trời, trách đất, trách nhà nước hay trách chiến tranh. Không trách gì cả mà trách mình vì kiếp trước không tu phước lành, cho nên mình phải bị như vậy. Do kiếp trước mình tạo nghiệp ác, gây thù gây oán với chúng sinh cho nên kiếp này mình bị báo thù. Ông Thích Trúc Thái Minh nói.
Chủ trì chùa Ba Vàng còn khẳng định bệnh nhân ung thư khi dùng dao kéo cắt bỏ khối u này thì bị di căn sang chỗ khác. Vì các oan hồn nó thấy mình dùng dao kéo định cắt nó đi. Mày đang mắc nợ tao, tao đang đến đòi nợ mày mà mày lại muốn chiến đấu với tao. Thì tao cho mày biết tay, thế là nó mới di căn. Còn dùng xạ trị là chúng ta đánh tổng hợp. Khi đánh tổng hợp thì cũng vậy, nó sẽ phá hết nội tạng chúng ta. Ông Thích Trúc Thái Minh thuyết giảng. Ngoài ra, vị này còn nói, tuy xạ trị có thể diệt được tế bào ung thư nhưng các tế bào lành của con người cũng bị ảnh hưởng. Chẳng có lý do gì mà chỉ diệt mỗi tế bào ung thư, tế bào lành của mình cũng bị hỏng, ông nói. Sau đó trụ trì chùa Ba Vàng còn dẫn câu chuyện thuốc diệt được muỗi thì con người hít vào cũng bị độc và bị ảnh hưởng. Thuốc diệt được con chuột chết, con người ăn phải cũng chết, để góp thêm minh chứng cho câu chuyện của mình. Ông Thích Trúc Thái Minh còn cho biết nhà Phật giải báo thù bằng từ bi và bằng sự nhẫn nhục tu tập chứ không bao giờ bằng chiến tranh. Nhà Phật sẽ dùng phương pháp tâm linh các thầy làm lễ thỉnh oan gia trái chủ hay thỉnh vong. Khi thỉnh những oan hồn ấy ra, nó sẽ mượn thân người có tâm trong sáng và sẽ nói luôn trong tiền kiếp người này đến ăn cắp nhà nó, xong giết nó nên giờ nó đòi mạng. Ông Thích Trúc Thái Minh nói tiếp và nhấn mạnh các thầy sẽ xin sám hối cho vong, hướng dẫn vong sám hối, rồi hồi hương công đức cho vong. Đáng chú ý, trụ trì chùa Ba Vàng còn nói rằng, khi người bệnh bị vong đòi mạng thì các thầy sẽ xin không đòi mạng, mà đòi bằng của. Không mất mạng thì thôi, mất bằng của cũng được. Ở ngoài đời người ta nói, một là mất người, hai là mất của. Của đi thay người, chẳng bao giờ nó đòi nợ mình mà nó lại tha cho mình. Mình không mất gì cả. Ông nói, trước các hoạt động thỉnh vong, giải oan gia trái chủ gây xôn xao dư luận vào thời điểm năm 2019 tại Chùa Ba Vàng, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kết luận việc thỉnh vong, giải oan gia trái chủ, chữa bệnh cho người dân và Phật tử, việc gọi vong nhập hồn, phán số kiếp phải trả nợ cho xong bằng tiền hoặc lao động không công là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống. Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm hiến chương giáo hội, làm tổn thương đến thanh danh giáo hội, tăng đoàn. Vì vậy, Đại đức Thích Trúc Thái Minh bị đình chỉ tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh sám hối đại tăng 49 ngày. Yêu cầu báo cáo khẩn vụ Thượng tọa Thích Chân Quang làm tiến sĩ trong 2 năm. Chiều 25 tháng 6, Bộ Giáo dục Đào tạo phát đi văn bản hỏa tốc yêu cầu Trường Đại học Luật Hà Nội báo cáo về quá trình tuyển sinh đào tạo gồm cả việc nộp hồ sơ phản biện, bảo vệ luận án và có minh chứng kèm theo liên quan vụ nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang nhận bằng tiến sĩ chỉ trong 2 năm đã gây xôn xao dư luận. Chiều ngày 25 tháng 6, Trường Đại học Luật Hà Nội có thông báo chính thức về quá trình đào tạo tiến sĩ của học viên Vương Tấn Việt, Thượng tọa Thích Chân Quang. Theo đó, ông Việt học tiến sĩ trong 2 năm 3 tháng, dẫn ra các quy định Luật Giáo dục Đại học 2018, Thông tư 08/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, quyết định số 261/2019 của Trường Đại học Luật Hà Nội, thông báo tuyển sinh năm 2019 của trường. Trường Đại học Luật khẳng định học viên Vương Tấn Việt đủ điều kiện được dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ của trường do đã tốt nghiệp cử nhân luật xếp loại giỏi. Học viên này cũng đủ điều kiện để học thẳng lên tiến sĩ khi có bằng tốt nghiệp ngành luật loại giỏi, tác giả một báo cáo khoa học trong kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế có phản biện năm 2017, có năng lực ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh. Ông Vương Tấn Việt đã trúng tuyển và được công nhận nghiên cứu sinh của Trường Đại học Luật Hà Nội ngành Luật Hiến pháp Hành chính từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021. Nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ gồm 43 tín chỉ, các học phần thuộc ngành, chuyên ngành trên tổng số 60 tín chỉ được miễn luận văn 12 tín chỉ và ngoại ngữ 5 tín chỉ theo quy định của điểm B khoản 3 điều 3 thông tư 08/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ năm 2020 đến 2021, nghiên cứu sinh hoàn thành 7 học phần của chương trình đào tạo tiến sĩ. Trường Đại học Luật Hà Nội khẳng định, nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt đã hoàn thành các học phần bổ sung, các học phần ở trình độ tiến sĩ, đã công bố 2 báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, được tập thể hoặc người hướng dẫn nghiên cứu sinh đồng ý cho đăng ký đánh giá luận văn ở đơn vị chuyên môn, hoàn thành bảo vệ chuyên đề tổng quan, 3 chuyên đề luận án. Tháng 9 năm 2021, nghiên cứu sinh đã hoàn thành góp ý cấp bộ môn đối với luận án, đã bảo vệ cấp đơn vị chuyên môn cấp cơ sở vào ngày 26 tháng 9 năm 2021. Đến ngày 3 tháng 10 năm 2021, nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt có đơn xin rút ngắn thời gian đào tạo. Ngày 3 tháng 12 năm 2021, nghiên cứu sinh bảo vệ luận án cấp trường theo quyết định số 3969/2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội. Sau khi nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo như trên, ngày 20 và 24 tháng 1 năm 2022, ông Vương Tấn Việt nộp luận án vào Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội và Thư viện Quốc gia. Đến ngày 17 tháng 3 năm 2022, nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội. Tổng thời gian đào tạo của học viên Vương Tấn Việt kể từ khi được công nhận nghiên cứu sinh tháng 12 năm 2019 đến khi có quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ tháng 3 năm 2022 là 2 năm 3 tháng, đáp ứng và tuân thủ quy chế đào tạo tiến sĩ của thông tư 08/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quyết định số 261 của Trường Đại học Luật Hà Nội.
Trước đó, thông tin với phóng viên, một lãnh đạo Đại học Luật Hà Nội cho biết, ngay sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin thắc mắc về việc Thượng tọa Thích Chân Quang nhận bằng tiến sĩ luật năm 2021, chỉ 2 năm sau khi nhận bằng cử nhân luật tại chức năm 2019, nhà trường đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng. Đại diện trường Đại học Luật Hà Nội khẳng định quá trình đào tạo công nhận trình độ tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt đã được thực hiện đúng, đầy đủ các bước theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.